đã đến với kênh của Blog Nội Thất. Giường ngủ là vật dụng không thể thiếu trong các không gian phòng ngủ của các gia đình. Chúng luôn được cải tiến đa dạng, thích hợp với mỗi nhà, mỗi phong cách khác nhau. Giường ngủ truyền thống trước kia thì được làm đơn giản từ gỗ hay là các chất liệu khác. Ngày nay thì không chỉ dừng lại ở đó, giường ngủ còn được bọc nệm, đem lại cho người sử dụng một cảm giác êm ái và thoải mái nhất. Vậy các bạn hãy cùng Blog Nội Thất Đẹp đi tìm hiểu những mẫu giường ngủ bọc nệm đẹp và bảng giá mới nhất của giường ngủ bọc nệm năm 2021 qua video này nhé. Giường ngủ bọc nệm là gì? Giường ngủ bọc nệm là những mẫu giường gỗ hoặc là inox được ốp miếng nệm ở phần đầu. Phần nệm thường được làm từ miếng ván gỗ được gắn mousse và gòn. Phủ ngoài bằng các chất liệu thường dùng để bảo vệ sofa nhằm mang đến sự thoải mái cho gia chủ khi nằm trên giường nghỉ ngơi. Những đặc điểm của giường ngủ bọc nệm. Giường ngủ bọc nệm là nơi nghỉ, thư giãn lý tưởng cho một ngày dài hoạt động mệt mỏi. Cơ thể bạn sẽ cảm nhận được sự êm nhẹ, thoải mái, đánh tan các cơn mệt mỏi, đau nhức sau một chuỗi các hoạt động trong ngày. Tạo sự thư thái tinh thần không chỉ nhờ sự êm ái của giường ngủ bọc nệm mà còn tận hưởng không gian sang trọng, hiện đại. Bên cạnh đó, việc lựa chọn giường ngủ bọc nệm phù hợp với không gian nội thất còn mang lại sự đẳng cấp, hiện đại cho gia chủ. Tùy thuộc vào thiết kế về kích thước, mẫu mã phù hợp để lựa chọn nệm tương ứng cho độ dai, độ dày mỏng của nệm, đảm bảo sự hài hòa về nội thất và giá trị về thẩm mỹ cao. Giường bọc nệm làm từ chất liệu gì? Về phần khung giường, được làm từ gỗ dầu, ván MDF, ván HDF, chống mối mọt, chống ẩm. Có nhiều khách hàng muốn đặt làm gỗ tự nhiên như là tràm, óc chó, gỗ sồi, gỗ sandal thì sẽ có giá cao hơn. Ngoài ra còn có một số loại gỗ hiếm chỉ chuyên dùng cho các loại giường cao cấp như là gỗ pơ mu, gỗ cẩm lai, bạch dương, mun đen, mun sọc, gụ, chắc. Chân giường đa dạng, chân mạ sắt, chân inox, chân gỗ tông màu phù hợp với thiết kế của giường, chất liệu bọc giường, vải bố, nhung, nỉ cao cấp và hơn 200 loại vải kết hợp màu sắc khác nhau. Ngoài ra có thể đặt làm bằng da, giả da hoặc là simili, PE. Có bao nhiêu loại giường bọc nệm? 1. Về đặc điểm, giường bọc nệm được chia ra thành 3 loại chính. Thứ nhất, giường ngủ bọc nệm toàn bộ phần khung. Đây là mẫu giường sử dụng phần khung bên ngoài, từ đầu giường, chân giường đến các viền xung quanh của giường được bọc nệm cẩn thận. Thứ hai, giường ngủ chỉ bọc nệm phần đầu. Là những mẫu giường gỗ hay là khung inox thường thấy được gắn thêm vào chiếc đầu giường bọc nệm tinh tế. Thứ ba, giường ngủ bọc nệm chỉ ốp phần khung vào chân giường. Tương tự như mẫu số 2, các mẫu giường này sẽ được tận dụng trên giường bình thường, có ốp thêm phần chân giường, đầu giường, miếng da hay là vải bọc nệm, tạo sự êm ái cần thiết. 2. Về phần phong cách, giường ngủ bọc nệm mang đến hai phong cách. Thứ nhất, giường ngủ bọc nệm hiện đại. Giường ngủ bọc nệm hiện đại là mẫu giường ngủ đơn giản, hướng đến kiểu cách basic, đơn giản và ít chi tiết nhấn nhá. Với nhiều đường may đính đinh đông, gấp nếp tỉ mỉ, kết hợp chất liệu, hoa văn hiện đại, tạo một không gian thoải mái, không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có của nó. Thứ hai, giường ngủ bọc nệm cổ điển. Giường ngủ bọc nệm cổ điển là mẫu giường ngủ thiết kế mang phong cách hoàng gia với kiểu dáng rút quả chám sang trong. Phần đầu giường có các chi tiết khung gỗ cổ điển hoặc vai giường uốn cong cổ điển. Khung ghế điêu khắc hoa văn phức tạp, cầu kỳ với các đường rút chám chuyên sâu và tỉ mỉ. 3. Về phần chất liệu, giường ngủ bọc nệm chia làm 3 chất liệu. Giường ngủ bọc nệm chất liệu vải, giường ngủ bọc nệm chất liệu nỉ và giường ngủ bọc nệm chất liệu da, da thật hoặc là giả da cao cấp. Không chỉ đơn thuần là một chiếc giường nghỉ ngơi, giường ngủ bọc nệm còn là vật dụng nội thất tuyệt vời, tôn lên được vẻ đẹp sang trọng, thời thượng cho những ngôi nhà mà chúng hiện diện. Các bạn hãy cùng Blog Nội Thất Đẹp đi tìm hiểu về giá của một số loại giường ngủ bọc nệm mới nhất năm 2021 này nhé. Giường ngủ bọc nệm màu kem, chất liệu khung gỗ cao su tự nhiên bọc vải nhung Malaysia, giá 4.900.000 đồng. Giường ngủ bọc nệm hiện đại Vadela, chất liệu MDF chống ẩm kết hợp gỗ tự nhiên vải Vadela, giá là 6.900.000 đồng. Giường ngủ bọc nệm Nikki nhiều màu, chất liệu gỗ công nghiệp da thật 30%, giá là 7.500.000 đồng. Giường ngủ tân cổ điển bọc nệm màu trắng sang trong, chất liệu gỗ cao su simili, giá là 8.400.000 đồng. Giường ngủ tân cổ điển màu trắng ngữ vàng, chất liệu gỗ công nghiệp MDF MFC cao cấp, da thật nhập khẩu, giá 8.900.000 đồng. Giường ngủ bọc nệm hình chám, chất liệu gỗ MFC, vải bố da xanh mỏng kết, giá là 15.000.000 đồng. Giường ngủ bọc nệm kiểu dáng mềm mại, chất liệu gỗ tự nhiên vải nỉ cao cấp, giá 15.300.000 đồng. Giường ngủ bọc nệm phong cách hiện đại, chất liệu gỗ tự nhiên phun tinh màu, da nhập khẩu Hàn Quốc, giá là 20.000.000 đồng. Giường ngủ bọc da cao cấp,
chất liệu bộ tổng hợp kết hợp thép da microfiber nhập khẩu, giá là 22 triệu đồng. Giường ngủ tân cổ điển bọc da cao cấp, chất liệu gỗ sồi, gỗ thật nhập khẩu, giá là 28 triệu đồng. Trên đây là bảng báo giá các loại giường ngủ bằng nệm năm 2021 mà Bờ Lấp Nội Thất Đẹp đã tổng hợp được. Hy vọng rằng các gia đình đang tìm kiếm mẫu giường ngủ bằng nệm đẹp phù hợp nội thất và phòng ngủ của gia đình mình có được những thông tin hữu ích để chọn lựa cho gia đình mình một loại giường ngủ bằng nệm vừa chất lượng mà giá thành lại hợp lý nhé. Các bạn thấy video của Bờ Lấp Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ Bờ Lấp Nội Thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.